Cô xin chào các em học sinh thân mến. Tiết này, cô và các em sẽ đến với tiết 8, ôn tập môn tiếng Việt lớp 4. Ta có đề tập làm văn như sau. Viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình một con vật mà em yêu thích. Các em lưu ý là ở đây chúng ta chỉ cần viết một đoạn văn thôi nhé. Cô có gợi ý làm bài như sau. Các em viết một đoạn văn gồm có 3 phần. Mở đoạn, giới thiệu về con vật mà các em định tả. Thân đoạn, tả bao quát, các em nói về cân nặng, hình dáng, bộ lông của con vật. Sau đó các em sẽ tả chi tiết từng bộ phận của con vật. Có thể tả đầu, thân, mình, tai, mắt, đuôi của con vật. Sau đó các em làm kết đoạn. Các em nêu tình cảm, lợi ích của con vật, nêu nhận xét về con vật đó. Sau đây cô có một đoạn văn mẫu các em có thể tham khảo trước khi làm bài. Nhà em có nuôi một chú mèo tên Miu. Chú có ngoại hình khá nhỏ nhắn, xinh xắn. Toàn thân chú được phủ bởi một bộ lông màu xám. Những sợi lông nhỏ, mềm nên khi sờ vào rất mềm mịn. Miệng chú rất nhỏ, xung quanh mọc những sợi ri dài, tỏa ra nhiều phương hướng. Lấp ló trong bộ lông là hai chiếc tai nhỏ có hình tam giác, sờ vào rất mềm và nhẵn. Đặc biệt, chú mèo có đôi mắt rất đẹp. Nó vừa tròn vừa long lanh, đem đến đôi mắt sáng hắt, giúp chú có thể bắt chuột nhanh chóng. Chân chú khá nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái của người lớn. Chiếc đuôi mèo ta khá dài, lúc nào cũng ngoe ngoẩy. Em rất thích chơi với chú sau mỗi buổi đi học về. Sau khi nghe xong đoạn văn mẫu, cô có nhiệm vụ cho các em như sau. Các em hãy viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình một con vật mà các em yêu thích vào vở tập làm văn của mình nhé. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi.